trình gửi lời chào đến tác giả Nick Em. Vâng, xin chào chị Kim Thanh và xin chào thính giả. Được biết mình mới có một cái sản phẩm mới khá là thú vị đúng không bạn ha? Vâng, em thì vừa có ra mắt cuốn sách tên là Cũ vào tháng 6 này ạ. Nghe tên Cũ thì chắc là nó nói về những điều đã xưa cũ rồi hả? Nghe tên thì thực ra là cũ, nhưng mà cuốn sách thì nó cũng không hẳn là về những cái thứ cũ, mà cuốn sách nó là nói về những món đồ cũ, những thói quen cũ và cả những cái mối quan hệ cũ mà có những cái cảm giác mà chúng ta đã không còn thấy tồn tại ở trong cái xã hội hiện đại nữa, hoặc là lâu lắm rồi mà mình chưa cảm nhận được những thứ cũ như vậy. Đấy thì đấy là cái ý tưởng của cuốn sách ạ. Lý do gì mà mình có một cái ý tưởng để thực hiện quyển sách này? Thực ra thì cái ý tưởng thực hiện cuốn sách cũ thì nó đến với tôi cũng rất là tình cờ, bởi vì là năm ngoái khi mà cả nước bắt đầu vào cái giai đoạn mà giãn cách lần đầu tiên bởi vì dịch bệnh Covid-19, thì lúc đấy là mọi người đều ở nhà rất là nhiều, và khi mà ở nhà thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều những cái hoạt động mà trước đấy thì có thể là chúng ta quá bận rộn để nghĩ tới, ví dụ như là đọc sách, xem phim, nấu ăn hay thậm chí là dọn nhà. Thì trong cái quá trình dọn nhà thì tôi đã nảy ra một cái ý tưởng là tại sao không viết một cuốn sách về những cái món đồ cũ. Bởi vì khi mà dọn nhà thì khi mà mình cầm lên những cái món đồ cũ trên tay thì đúng là mình lại hình dung ra là cả một cái quãng thời gian cũ và lịch sử của chúng ta với những cái món đồ đó như thế nào. Thì đó chính là cái lý do mà khiến cái ý tưởng này được hình thành và triển khai thành một cuốn sách. Nick Em chia sẻ như vậy, Kim Thanh rất là liên tưởng tới cái bộ phim mà liên quan đến chủ đề dọn nhà là Happy Old Year đó, của điện ảnh Thái Lan. Vâng, thì đúng là cái giai đoạn năm ngoái là bộ phim Happy Old Year là ra mắt tại Việt Nam vào đúng vào dịp tháng 2. Và sau khi cái bộ phim đấy ra mắt thì đúng là mọi thứ nó cũng trở nên xáo trộn hơn bởi vì dịch bệnh. Thì đó cũng là một cái bộ phim mà đã truyền cảm hứng cho tôi rất là nhiều trong cái quá trình viết cuốn sách này. Kim Thanh có cảm giác đây sẽ là những cái câu chuyện cá nhân nhiều hơn đúng không? Nó sẽ là những cái câu chuyện của cá nhân tác giả, nhưng mà cái phong cách viết của tôi thì không phải là mình chỉ viết về những chuyện mà của mình. Bởi vì như thế thì nó sẽ hơi giống một cái cuốn nhật ký mà dành cho mình đọc thôi. Nên là khi mà viết cuốn sách này thì tôi cố gắng tôi liên tưởng đến thế hệ của tôi là thế hệ millennial, là những người sinh ra trong giai đoạn từ năm 80 cho đến trước năm 96, thì đó gọi là thế hệ Y. Thì những cái ký ức nào chúng ta đã trải qua, ví dụ như là ngày xưa thì tất cả đều có một chiếc chậu nước, hay là thế hệ nào thì tôi nghĩ là cũng sẽ có những cái món đồ chơi khi còn thơ bé và sẽ có những cái mối quan hệ đầu tiên trong cuộc đời. Thì tôi nghĩ đó là những cái mà thế hệ nào nó cũng sẽ giống nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần là câu chuyện của một cá nhân. Tức là bất kỳ ai đọc vào quyển sách này cũng có thể là thấy mình ở trong đó, một phần của mình ở trong đó. Bởi vì cuốn sách này với tôi thì nó giống như là một cái cuộc dọn nhà kho, và đó là nhà kho của tôi. Và khi mà tôi để cho độc giả khám phá cái nhà kho đấy thì tất nhiên là cũng sẽ có một số món đồ mà người khác thì thấy là nó rất là lạ lẫm, nhưng mà cũng sẽ có những cái món đồ, những cái ngăn tủ mà khi mở ra trong đó thì họ sẽ thấy là à, mình đã có một thời cũng như vậy. Kim Thanh đang tò mò này, không biết là có mối tình nào ở trong đó hay không? Mối tình thì thực ra là ở trong đó cũng rất là nhiều, bởi vì cái chương mà viết về những mối quan hệ cũ thì tôi cũng có đề cập đến rất nhiều những cái cảm giác ở trong đó. Thực ra cuốn sách thì nó sẽ không bị thiên về cá nhân quá của những cái câu chuyện của tôi, mà tôi cố gắng viết làm sao mà để tất cả mọi người đều có thể thấy được một phần nào đó của mình ở trong đấy. Mình cũng đã từng trải qua như vậy, mình cũng đã có những cái thời rất là cũ như vậy. Thì đấy chính là cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong cái cuốn sách đấy. Mình cũng từng có một cái giai đoạn rất là dài, mình làm phóng viên của mảng văn hóa giải trí. Thành ra là một số tác phẩm trước của Nick Em, ví dụ như là cái phần chủ biên của quyển sách 1987 hay là cái tập tiếp theo đó, thì cũng có rất nhiều cái yếu tố liên quan đến giải trí, về âm nhạc, về cái sở thích của mọi người. Thì không biết là cái quyển này nó có những cái chi tiết như vậy hay không? Đúng là thế mạnh của tôi thì là viết về những cái câu chuyện của thế hệ và những câu chuyện về văn hóa đại chúng. Thì cái cuốn sách này nó cũng sẽ là sự tổng hợp của rất là nhiều những cái yếu tố mà giống như là tôi đã từng viết hay là từng tham gia rất là nhiều. Ví dụ như là văn hóa đại chúng thì tôi có đề cập đến rất là nhiều những cái, ví dụ như là câu chuyện về thời mà chúng ta vẫn còn chơi điện tử 4 nút, hay là thời trước khi smartphone xuất hiện ra sao, hay là thời mà chúng ta vẫn còn có thói quen là xem TV và nghe radio vào mỗi buổi tối. Ngày xưa thì nó không được nhiều như bây giờ, và ngày xưa thì thường là phải chờ đến tối chủ nhật hay tối thứ bảy mới có được một cái chương trình mà mình yêu thích.
thì đó là cái cảm giác mà bây giờ thì tôi thấy là nó không còn tồn tại nữa, bởi vì bây giờ đôi khi là chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều nội dung, rất là nhiều chương trình và chúng ta xem bất kỳ lúc nào, nhưng mà ngày xưa thì chúng ta lại phải chờ đợi đến buổi tối hàng tuần hay là một buổi sáng nào đó để được xem một chương trình hay là nghe một chương trình mình yêu thích. Cái quyển sách trước của Nick Em đó thì có một đoạn có đề cập đến giải thưởng Làn Sóng Xanh của đài, thì Kim Thanh vâng, đọc xong rồi. Thì cũng cảm thấy rất là xúc động. Lần này thì không biết cái cũ đó nó có âm nhạc ở trong đó và cụ thể là một cái bài hát nào gây rung động cho ai đó hay không? Trong cái cuốn sách này thì tôi lồng ghép vào rất là nhiều bộ phim và rất là nhiều bài hát mà tôi cảm thấy là nó ứng với những cái câu chuyện, ứng với những cái thời kỳ, giống như là việc là khi mà bạn nghe radio thì mỗi lần nghe radio là tôi luôn luôn tôi nhớ đến bài hát là Yesterday Once More của nhóm The Carpenter, bởi vì nó có câu chuyện, nó có câu là như là gặp lại một người bạn cũ. Thì tôi đối với những cái kỷ niệm hay là những cái ký ức cũng như vậy, khi mà mình nghĩ đến nó, mình cảm nhận về nó thì lúc đấy là cái cảm giác của mình giống như là đang gặp lại một người bạn cũ. Và trong cái cuốn sách này thì cũng sẽ có một vài bộ phim rất là nổi tiếng, ví dụ như là phim Boyhood, phim Her, phim Room, hay là bộ phim của Marilyn Monroe là The Seven Year Itch, 7 năm ngừng ấy, thì tôi cũng đã lồng ghép vào từng câu chuyện trong cuốn sách này. Khi mà mình bắt gặp lại những cái cảm xúc cũ hoặc là những cái câu chuyện cũ hoặc một cái món đồ cũ, mình có thể liên lại với những cái kỷ niệm xưa của mình và mình cảm thấy bồi hồi. Mình thấy là sao ngày xưa mình lại có những cái ứng xử như vậy, để mất đi những cái điều cũ đó mà có thể là bây giờ nó sẽ hướng đến một cái điều tốt đẹp hơn. Thì không biết là nó có yếu tố đó hay không, hay là nó lại có những cái yếu tố kiểu ngược lại là có những cái cũ mà mình biết là hồi đó mình bỏ sớm hơn thì nó tốt hơn nữa. tôi nghĩ là ký ức thì mình có thể mình cất đi, mình không muốn nhớ đến nó, mình không nghĩ đến nó, nhưng mà cái lịch sử thì nó là một thứ mà không thể xóa nhòa được. Và trong cuộc đời thì cũng sẽ có những món đồ, những con người mà chúng ta bỏ lại ở phía sau. Đến một lúc nào đấy thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại, nhưng mà chỉ có thể nhìn, thể nhớ mà không thể chạm tới. Đấy, thì đó chính là cái ý nghĩa trong cái cuốn sách này mà tôi muốn gửi đến người đọc. Nhưng mà tại sao mình vẫn chọn ra mắt vào cái thời điểm này? Kim Thanh thấy là cái tình hình Covid nó hơi phức tạp, thì nó ảnh hưởng đến việc quảng bá hay là mua sách của mọi người đó. Bởi vì là khi mà cuốn sách này tôi hoàn thành nó trong một năm, thì cũng sẽ nghĩ là nó ra mắt vào bắt đầu thời điểm mùa hè, thì nói chung là cũng chuẩn bị khi mà ra mắt vào dịp cuối tháng 5 ở cả Hà Nội và Sài Gòn, sẽ làm hai chuyến tàu trở về với quá khứ, trở về với ký ức rất là hoành tráng. Nhưng mà dịch bệnh thì nó đến rất là bất ngờ, và khi mà mọi thứ nó trở nên xáo trộn thì mình luôn luôn mình phải tính là làm sao mà an toàn và cố gắng cùng tất cả mọi người chống dịch bệnh được sao cho tốt nhất. Thì khi mà cuốn sách quyết định ra mắt vào tháng 6 thì tôi nghĩ nó cũng là một cái thời điểm, nghĩa là thích hợp để ra mắt cuốn sách này, bởi vì là nếu mà mình giữ lại lâu hơn nữa thì nói chung là cũng không biết là dịch bệnh khi nào mà chúng ta có thể khống chế được. Nói chung là cái thời điểm với tôi nó rất là quan trọng. Đấy, có thể là mình không ra mắt vào thời điểm đó, mình chọn ra mắt vào thời điểm sau, nhưng mà nói chung mình luôn luôn mình phải tin vào cái trực giác của mình là mình muốn ra mắt ở cái thời điểm nào, và nếu mà đúng thời điểm đó thì mình cứ tiếp tục mình tiến đến thôi, và mình sẽ phải có những cái kế hoạch khác cho việc quảng bá. Với sách bây giờ thì không chỉ đơn giản cái chuyện là mình mua một quyển sách mình đọc, mà nhiều người còn có một cái thói quen và có sở thích là rất thích nghe audiobook á. Không biết là mình có cái hình thức này hay không? Hình thức audiobook thì đối với cuốn sách này thì sau khi mà quyết định là ra mắt thì tôi cũng đã nghĩ đến, bởi vì bản thân tôi thì thực ra là một người rất thích nghe radio, và tôi luôn luôn là muốn là làm một phiên bản audiobook, và cuối cùng là tôi đã quyết định là thực hiện trong vòng một ngày là ra được một cái phiên bản audiobook, phiên bản giới hạn, nghĩa là rút gọn lại cuốn sách. Và ở trong đó thì sẽ có những cái lời thoại trong cái cuốn sách này cùng với cả một số bài hát rất là xưa cũ mà tôi đã cố lồng ghép vào, mà để khiến cho người nghe khi mà nghe audiobook là có thể đến cái giai điệu mà họ thấy thân quen, là họ có thể wow lên, bởi vì tôi đã chọn những cái bài hát mà tôi đảm bảo là tất cả mọi người đều nghe là nhận ra, nhưng mà không phải là lúc nào họ cũng đã nghe những cái bài hát đó thường xuyên. Cái 1987 cho đến cái này đó thì Nick Em thấy là về cái hành trình trưởng thành, tạm gọi là trưởng thành trong cảm xúc của mình đó, thì nó có gì thay đổi hay không? Từ việc mà mình nhận định một vấn đề, cái thế giới quan mình nhìn nhận ra bên ngoài ra sao, cái tôi trong con người của mình, hay là cái cách viết gì hay không?
Tôi thì tôi nghĩ là cái hành trình trưởng thành trong cái thế giới quan của mình thì nó sẽ thay đổi. Tôi nghĩ là chắc là hàng tháng, hàng năm thì mình sẽ nhận ra cái điều đó rõ nhất. Bởi vì nói đùa một chút là bởi vì 1987 là cái cuốn sách đầu tay của tôi và rất là nhiều người. Và khi đó là mình biết là lúc mà đã sấp xỉ tuổi 30 thì cái thế giới quan của mình nó sẽ rất khác. Và sau này khi mà đã qua được tuổi 30 một thời gian thì bây giờ thậm chí là còn nhiều người trong số tác giả và cả tôi đã cũng không dám đọc lại những gì mình viết của hồi đấy. Thì tại sao? Bởi vì đôi khi là mình đọc lại thì mình sẽ thấy là ok, sao hồi đấy mình lại viết có những thứ nó lại ngộ nghê đến như vậy, hay là có những thứ mình thấy nó sẽ khác biệt so với mình của bây giờ. Thì nói chung là cái thế giới quan nó sẽ luôn thay đổi. Và hành trình từ cái cuốn sách 1987 đến cuốn sách cũ thì tôi cảm nhận là sau tuổi 30 thì mình có một cái gì đấy, mình già dặn hơn, mình chín chắn hơn, và mình nhìn nhận lại những cái thứ cũ một cách sâu hơn. Bởi vì là trước tuổi 30 thì những cái ký ức cũ, tôi cũng như là một vài người trong cái thế hệ của mình là nhìn về những cái ký ức cũ nó rất là thoáng qua, nghĩa là có những thứ mình muốn nhớ thì mình nhớ, có những thứ mình không muốn nhớ thì mình quên luôn. Nhưng mà ở thời điểm này khi mà mình đã 34 tuổi rồi thì mình nhìn nhận lại mọi thứ cũ thì nó sẽ luôn luôn là một thứ nó đã trải qua, mình đã có trải nghiệm với nó và nó sẽ vẫn luôn ở lại phía sau. Còn việc của mình là mình luôn luôn cần phải trân trọng quá khứ và mình sống trong thực tại và mình biết tận hưởng thực tại và mình hướng đến tương lai, thì đó là điều quan trọng nhất và đó là điều đã thay đổi trong cái cách viết của tôi từ 1987 cho đến cũ. Mà thật ra thì đôi khi cái sự ngô nghê của mình lại là cái điều mà thu hút người khác. Còn bây giờ trưởng thành thì viết thì nhiều khi thế hệ trẻ lại nói là ông này ông già quá không? Nói chung là khi mà ngô nghê thì nó cũng sẽ chạm được đến một số đối tượng độc giả, nhưng mà nó cũng sẽ không hợp với một số đối tượng độc giả chẳng hạn. Bởi vì là đối tượng độc giả của cuốn 1987 với cuốn cũ thì tôi nghĩ là cũng sẽ khá là khác nhau. Bởi vì cuốn cũ thì nó sẽ hướng đến đối tượng là thế hệ Y và những cái người mà đã có cái giai đoạn là trải qua được và cảm nhận được, nhớ được cái thời kỳ trước khi mà Internet xuất hiện tại Việt Nam và nó trở thành một thứ không thể xa rời so với cuộc sống của chúng ta bây giờ. Kim Thanh thì không rành mấy cái định nghĩa đó cho lắm, nhưng mà Kim Thanh cảm thấy là 1987 cũng có mình, nhưng mà quyển sách này cũng có mình ở trong đó đó. Chắc là do mình già quá, sống nhiều thế hệ. Nó thì nó sẽ có hai góc nhìn. Tôi nghĩ là khi mà chị Kim Thanh và thính giả có thể là tìm đọc hai cuốn sách thì sẽ thấy là cuốn sách này và cuốn sách kia nó sẽ có một sự liên quan đến nhau, nhưng mà về cái góc nhìn của mình khi mà mình nhìn lại những cái câu chuyện cũ nó sẽ rất là khác. Nhưng mà chắc chắn là khi dịch hết mình cũng sẽ có một cái tour vòng quanh Việt Nam chứ hả? Dạ vâng vâng, chắc chắn. Nói chung là khi chúng ta có thể là đã khống chế được dịch bệnh và bắt đầu có thể đi lại được thuận tiện hơn thì chắc chắn là tôi sẽ vẫn làm những cái buổi trò chuyện với các bạn thính giả và khán giả của cuốn sách ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn là sẽ phải có một cái chuyến đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cũ thì bán ở tất cả các trang thương mại điện tử hay là như thế nào ha? Cũ thì sẽ bán ở trên tất cả các hiệu sách trên toàn quốc và cũng như thương mại điện tử. Và phiên bản audiobook thì sẽ bán ở LP Club là ngoài Hà Nội. Vâng, cảm ơn Nick em rất nhiều nha. Xin cảm ơn chị Thanh và cảm ơn thính giả của chương trình đã đón nghe.